137 ngày. Đó là khoảng thời gian kể từ sau phần thứ 2, và cũng là số ngày Frank đã không trở về nhà. Có thể nói đó là những ngày tháng bình yên nhất nhà Gallagher từng có. Nhưng mất đi cây hài thì bộ phim sẽ chẳng còn gì thú vị. Shameless phần thứ 3 được mang đến bởi content thịnh tu và tôi quằn quại. Bộ phim không được khuyến khích để bật trong bữa cơm gia đình, cũng như những môi trường có nguy cơ phán xét khác. Để bắt đầu, cha già Frank vừa thức dậy ở một nơi xa. Ở đây mặt trời có vàng hơn so với quê nhà một chút, vì đó là Mexico. Ngay khi nhận ra tình hình, lão đã xin quá giang ra biên giới. Nhưng để qua được hải quan thì các cán bộ vẫn yêu cầu ông xuất trình hộ chiếu. Lúc này thì đôi mắt xanh và accent Chicago không thể giúp ông về đoàn tụ với gia đình, nên ông đã dùng sự trợ giúp gọi điện cho người thân. Người đầu tiên được đánh tiếng là con cả Fiona. Đáng buồn thay lúc đó cô đang dọn cứt, và lại đầu số còn là cộng 52 nữa. Nên là Frank đành phải chuyển hướng cuộc gọi đến Sheila. Cơ mà bà mẹ nội trợ đang mong ngóng con gái về. Vừa thấy đầu dây bên kia là Frank một cái thì cúp máy ngay. Cũng may bên Mexico còn có người tốt. Thế là Frank được rủ vào đoàn người nhập cư bất hợp pháp, với cái giá mà lão hứa mõm là 5.000 đô. Cho đến khi đoàn bị đội tuần tra biên giới tập kích khiến kế hoạch đổ bể, không thể từ bỏ cơ hội về quê, Frank cố mồi chài tên người Mễ. Sau khi thấy quyết tâm của người ngoại quốc, hắn ta đưa lão tới gặp ông chủ của mình. Bố này là một tên buôn bánh khảo. Sau khi kiểm tra hai lỗ tiêu hóa và bài tiết của Frank, hắn định đưa lão vào kế hoạch của mình. Frank sẽ được nhập cảnh với một cái tên khác, một diện mạo thành đạt hơn. Thậm chí còn có xe đẹp gái xinh đến đón như showbiz, tất cả để bảo vệ 18 túi bột trắng được đút trong đít của lão. Chúng ta sẽ gặp lại Frank trong bữa cơm gia đình sau. Còn bây giờ, hãy xem gia đình Gallagher tận hưởng cuộc sống khi không có gánh nặng ra sao. Đầu tiên là chị cả Fiona. Cô đã có thể ngủ quá giờ báo thức, khi giờ đây một phần công việc trong nhà đã được anh người yêu Jimmy phụ giúp, để cô có thể ra ngoài làm nhiều công việc bán thời gian hơn. Một trong số đó là vệ sinh chất thải với giá 14,5 đô một giờ. Dù được trang bị quần áo bảo hộ cũng như mặt nạ thì đống chất bẩn đó vẫn quá kinh tởm. Ấy vậy mà ngay sau khi xong ca sáng ngày hôm nay, thì Fiona được bà chủ thông báo là sẽ lấy slot của cô để nhường cho thằng con trai sắp về nhà nghỉ hè. Người ta có câu gì nhỉ? Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trong khi đó, anh bạn Jimmy thì đang bị tóm sống khi vừa bước ra khỏi cửa bởi ông bố vợ mafia mới từ Brazil bay ra. Ông muốn sang thăm bình rượu mơ cùng người mà mình đã giao phó để chăm sóc nó, để rồi khi gặp lại đứa con gái xinh đẹp, nó lại đang chơi đùa với một thằng ất ơ nào đấy. Và chẳng để chàng trai kia có một cơ hội giải thích, thì viên đạn lạnh lùng trong tay ông ta đã bay xuyên hộp sọ. Có lẽ Jimmy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chứng kiến cảnh này, dù cho vân tay anh đã được in trên khế ước với quỷ. Đó là bài học mà Nando dành cho đứa con gái lẫn ông con rể trên giấy tờ về hậu quả của việc thích lươn lẹo với những yêu cầu của ông. Jimmy sau đó còn phải hỗ trợ ông ta phi tang cái xác. Tối hôm ấy, anh vẫn trở về nhà Gallagher. Một nửa linh hồn có lẽ vẫn ám ảnh chuyện xảy ra ở căn biệt thự. Một nửa linh hồn còn lại, anh gửi nốt vào Fiona. Người chị cả dường như không để bản thân có một chút ngơi nghỉ khi sáng hôm sau đã lao vào thị trường tuyển dụng. Phần lớn trong số đó yêu cầu bằng cấp, nên là Fiona quay lại quán bar mà mình đã từ chối để xin lại cơ hội được quản lý hộp đêm. Sau khi nói gãy lưỡi thì 1.000 đô là giá để Fiona có cơ hội đổi đời. Và rồi Fiona đã dùng số tiền có được từ công việc vệ sinh để all in vào cơ hội kinh doanh lớn nhất mà mình từng có. Phải nói là trước đây Fiona mới chỉ đứng ở quầy bar hay đi bồi bàn, vậy nên dù là người nhanh nhạy và chịu quan sát thì ván bài này cũng quá rủi ro so với đống hóa đơn cuối tháng. Nhưng mà đời mà, không chơi thì không bao giờ thắng. Giống như hai anh em Leap và Ian vừa mới có cuộc đột kích vào phòng thí nghiệm của Đại học Chicago để đánh cắp tia laser công nghệ cao. Sau một cuộc rượt đuổi với cảnh sát quanh khuôn viên trường, Leap đã ở lại để Ian có thể mang chiếc vali trốn thoát khi bị đưa ra tòa vì chưa đủ 18 tuổi. Cộng với đầu óc nhanh nhẹ nên Leap chỉ bị tạm giam vài hôm. Dù vậy thì vẫn phải nhờ Mandy mang tiền để bảo lãnh, nói đúng hơn là sử dụng tiền trong thẻ tín dụng của lão Mikovic. Với món đồ chơi xa xỉ đã trộm được, Leap bắt đầu mày mò tạo ra một cỗ máy bắn laser. Nhìn mặt anh lúc ngồi nối hai đầu dây điện còn vui hơn cả xu đầu ré bạn gái. Thực ra đó là một con robot mà Leap đang chế tạo cho cuộc thi Robocon. Khá chắc là vì người chiến thắng sẽ có một số tiền lớn, chứ không phải vì sự phát triển của nhân loại. Khi đang hì hục cắt tỉa trong phòng cơ khí của trường, thì cậu được thầy giáo khuyên nên dành thời gian làm đẹp sơ yếu lý lịch nếu như có ý định giành học bổng vào đại học, mà phải là học bổng toàn phần. Vì nhà cậu làm gì có tiền để chi trả cho thứ tri thức đắt đỏ ấy. Leap chỉ gật đầu cho qua, còn cô bạn gái Mandy thì cũng như ông thầy, nhìn ra được tiềm năng to lớn của cậu trai khu phố nghèo. Dù vậy thì tối nay, sau khi hoàn thành con chó sắt của mình, Leap đã mang nó tới cuộc thi Robocon. Để mà nói thì nơi đây toàn dị nhân bách khoa khóa 96, nhưng Leap nhìn một lượt thôi là biết ngay toàn cận đụt trĩ. Trong trận đấu chung kết, chó sắt của Leap phải đối đầu với chim ăn thịt. Đứng trước cú mổ sấm sét đang lao tới, Leap bình tĩnh gồng chiêu cuối, kích hoạt tia laser đốt cháy CPU đối thủ để giành lấy cúp vô địch cùng tiền thưởng 400 đô la trong sự tán dương của hàng trăm khán giả vây quanh. Sau đó thì hai anh em tạm biệt Mandy để về cho kịp bữa cơm gia đình. Cậu em trai Ian dạo này vẫn qua lại với bố của Jimmy. Trong lúc mà anh bạn trai Mickey đang trong hạn cải tạo, Ian vẫn luôn coi mình là hoa trong chậu, nên dù có nở hoa thì vẫn không nhận quà tặng đến từ bố đường. Quay trở lại với bữa cơm gia đình, nơi tất cả thành viên nhà Gallagher tụ họp. Khi tôi nói tất cả thì bao gồm cả Frank. Lão vừa mới quá giang được con xe kéo trở về nhà. Vừa bước qua cửa, bố già thấy cả nhà ngồi quanh bàn tròn rất vui vẻ, và khuôn mặt ai nấy cũng xịt keo khi thấy ông quay về, vì họ biết đó là dấu hiệu của những sóng gió tiếp theo. Chỉ trừ Debbie, cô con gái rượu đã không chần chừ lao ra ôm lấy bố mình. Sáng hôm sau, trong bữa sáng, Fiona mới thú nhận
việc mình dùng tháng lương cuối để đánh cược vào buổi biểu diễn ở hộp đêm. Với Lip thì việc đó quá ích kỷ và thiếu trách nhiệm. Nếu như ai cũng dùng tiền kiếm được để làm việc riêng thì cái nhà này chẳng sớm thì muộn cũng ra đứng đường. Còn tất nhiên Fiona vẫn đặt nhiều niềm tin vào công việc quản lý. Hơn nữa khi cô vừa có được thỏa thuận 80-20 khi nhập hàng từ quán rượu của Kevin. Dù vậy thì trong kho của cửa hàng vẫn không đủ rượu để phục vụ cho một bữa tiệc khoảng 200 người. Nên là anh đã giới thiệu cho Fiona chỗ nhập hàng của mình tới từ một tên xã hội đen. Ước chừng cần khoảng 5.000 đô để lấy được hàng. Người đầu tiên cô nghĩ đến là anh người yêu Jimmy. Nhưng giờ thì Jimmy rỗng túi rồi, kể cả trong tài khoản ngân hàng. Và lại anh cũng đang bị theo dõi nên không đi hai ngón được. Vậy nên Fiona đã đánh liều. Cô ký xác giả cho bên cung cấp, cầu mong cho bữa tiệc diễn ra thuận lợi và tiền đổ về trước khi cần thanh toán. Trước hôm tổ chức bữa tiệc, Fiona có ghé tới hộp đêm để ghé tới chỗ của Wendell, người quản lý bữa tiệc có tiếng. Tên này đúng theo kiểu phải cho húp thì mới húp, ít thì một đêm say, còn nhiều thì 50% lợi nhuận của bữa tiệc thì hắn mới chịu nôn ra cái danh sách khách VIP của mình. Cũng may là cô bạn Veronica đã tranh thủ thó được điện thoại của hắn trong lúc tên này bận sờ đùi chị cả nhà Gallagher, và thế là vấn đề khách khứa tạm thời được giải quyết. Trước khi đến với đêm tiệc, hãy cùng xem những đứa em có vấn đề gì trong tập này. Hôm nay là ngày Mickey hết án. Vừa trở về thì bắt ngay quả tang Ian đâm trọt sau lưng công dân gốc Á. Thế là cậu ta giã ngay cho tên mắt híp một trận để thay mình vào vị trí phòng thủ. Dù coi nhau là bạn trai, nhưng Ian vẫn không biết thực sự bên trong Mickey nghĩ thế nào. Nên cậu đã hỏi chính em gái của anh ta, cô bạn Mandy, là làm sao để biết anh chàng mình đang hẹn hò có thích mình thật hay không. Thì Mandy trả lời có hai cách. Một là hỏi thẳng, nếu như anh ta không dám thể hiện ra bằng lời nói thì hãy xem liệu anh ta có nhìn cậu bằng ánh mắt si tình hay không. Cái ánh mắt của kẻ si tình này cứ nhìn là biết. Đó chính là cái nhìn mà Mandy dành cho Lip. Cô nhìn thấy tiềm năng trong cậu bé vàng nhà Gallagher, vì vậy nên đã đến gặp riêng thầy giáo hôm trước để xin lời khuyên giúp cho bạn trai mình. Lời khuyên thì vẫn như hôm trước thôi, nhưng thầy tin rằng nếu người nói là Mandy thì chắc Lip sẽ để tâm hơn. Càng ngày Mandy càng thể hiện mình là một bạn gái cờ xanh. Tất nhiên ngoài việc cô mang dòng máu Milkovic ra, tiếp đến là cô em gái Debbie, mấy bữa nay được bà Schiller gọi sang nhờ trông trẻ. Nếu bạn còn nhớ, cháu ngoại bà Schiller là Kung Fu Panda thiểu năng. Giống như mấy đứa bé khác, nó khóc nhiều vờ lờ đến mức nó làm bà đãng trí vứt nhầm cái nôi ra thùng rác, rồi lững thững vác cái xô vào nhà. Phải đến khi Jody phát hiện ra không có tiếng khóc nữa thì bà mới chạy bạt mạng ra đón cháu trước khi bị xe rác nuốt chửng. Sau khi đưa được Debbie tới nhà, gấu trúc vẫn không ngừng khóc. Thế là bà nhờ Debbie đưa nó đi chỗ khác để bà và Jody có thể yên giấc. Con bé dù đã có kinh nghiệm trông trẻ tại gia, nhưng trường hợp đặc biệt này thì quá khó nhằn, nên Debbie đã tới quán rượu nhờ sự giúp đỡ của bố già. Frank đang tiếp cồn thì được báo có người bế đứa con đến tìm mình thì chạy vãi đái. Ra đến cửa sau mới biết đó là con gái mình. Khi thấy gấu trúc không chịu ngừng khóc, lão mới lôi viên thuốc cắn dở trong miệng ra cho nó ngậm. Quả nhiên vừa nuốt nhẹ một cái là mắt díp vào ngay. Xong việc, Frank xin con gái vài đô lẻ để trở ngược vào trong chè chén tiếp. Còn Debbie, cô bé đã mang trả gấu trúc lại cho bà ngoại nó. Sheila tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết người du ngủ thằng bé lại là Frank. Sáng hôm sau, Frank trở về mang theo mấy đồng hương cô hồn cuối phố. Lão dự định sẽ chiếm phòng Debbie để làm nơi an tọa cho homie của mình. Sau khi xông được vào phòng, một thằng cha đã ngay lập tức vạch quần đái luôn cạnh bàn học của con bé. Còn Frank vì giằng co mà đã va vào căn nhà gỗ mà Debbie đã dày công xây dựng. Tới nước này thì đứa con gái rượu cũng không thể nào bênh lão được nữa. Nó mang chiếc túi bọc đầy bánh xà phòng ra phang ông. Được biết thì cảm giác mà con bé phải chịu ngang với việc bị một đứa trẻ con hàng xóm làm vỡ tan con Gundam trong tủ đồ chơi. Vậy nên mấy đứa còn lại một lần nữa đã đuổi bố ra khỏi nhà để giành lại mái ấm của mình. Frank đã nối máy đến cơ quan phúc lợi trẻ em, rồi báo cáo tình trạng của 6 đứa trẻ sống trong mái nhà sập sệ, không được quản lý bởi cha mẹ, đôi khi còn bị cha bạo hành nữa. Nói chung là để cơ quan tới đón mấy đứa nhỏ đi cho người khác nuôi. So với việc mà lão đã phải nhận ngày hôm trước thì pha ném đá giấu tay này vẫn quá mức vô liêm sỉ, nhưng tạm bỏ qua vì tối nay sẽ là đêm Fiona được quản lý hộp đêm. Cô muốn rủ Jimmy tới cùng mình, nhưng nếu anh ta ra ngoài thì tên Brazil của ông trùm cũng sẽ theo chân, nên là Jimmy đã móc họng nôn mửa để kiếm cớ ở nhà. Vậy là khách mời danh dự chỉ còn lại Veronica. Cô chiều nay mới bị gõ cửa bởi một chị tóc vàng hoe tự xưng là vợ của Kevin, rồi dắt theo thằng con trai chung tới. Thế là cô cũng không tới được buổi tiệc của Fiona nữa. Trái lại với những điều đen đủi kia thì buổi tiệc của Fiona lại thu hút khá đông người. Nhưng Lip không tin có thể thu hồi số vốn mà chị mình đã bỏ ra, nên đã cùng hai đứa em đứng trước cửa mở dịch vụ đỗ xe, đồng thời tung tin về việc trong buổi tiệc có Alan Walker trà đĩa. Kết thúc bữa tiệc, Fiona thu lại được hơn 10.000 đô sau khi chia chắc các phí cho bà chủ, bên phòng cháy chữa cháy, rồi tiền rượu, tiền vũ công DJ các kiểu, thì cô chỉ còn lại vỏn vẹn 900 đô, lỗ 100 so với tiền đã đặt cọc. Theo lời bà chủ thì đó là một dấu hiệu tốt cho người chân ướt chân ráo, nhưng chắc chắn mấy đứa em ở nhà thì không quan tâm lắm đến kinh doanh. Fiona mang tâm trạng buồn chán trở về nhà. Khi đến trước cửa thì thấy Veronica đang ngồi ngoài hiên. Cô xin được ngủ lại một đêm vì tối nay vợ của Kevin gõ cửa. Khi chưa kịp chia buồn với đứa bạn thì Lip tiến ra. Nhìn mặt nó là biết ngay sắp hỏi về số tiền mà cô kiếm được sau bữa tiệc, thì Fiona cũng chỉ biết đưa 900 đô, hứa sẽ gửi lại nốt phần còn lại trong thời gian sớm nhất. Nhưng lý do mà Lip tức giận không phải là vì 100 đô thâm hụt, mà là vì Fiona đã mang tiền gia đình đi đánh cược mà không hỏi ý kiến mọi người. Đó không phải là cách mà một người chị nên làm. Và Lip đã thu đủ 1.000 đô bên ngoài bữa tiệc, nên cậu cũng không cần tới khoản đóng góp của Fiona. Lip nhắc lại cho Fiona nhớ gia đình mình là gì, là người nghèo,
Cách duy nhất để người nghèo kiếm tiền là ăn trộm hoặc lừa đảo. Đó rõ ràng là hành động gia trưởng sexy nhất mà cậu đã từng làm. Tổn thương đó vẫn chưa là gì với cô chị cả. Nên ngay sáng hôm sau, Fiona sử dụng năng lượng trách nhiệm của mình tới an ủi Veronica. Cô bảo vợ cũ tự nhiên đến nhà không phải lỗi do Kevin. Không chừng cô ta chỉ đến để đòi 5 triệu. Vậy nên thay vì nằm đây overthinking, thì hãy tới hỏi trực tiếp anh ghệ của mình. Đúng thật là khi quay trở về nhà, Kevin đang ngồi đăm chiêu một chỗ. Anh vừa in được giấy ly hôn ở trên mạng, chỉ chờ vợ cũ ngủ dậy là xin chữ ký. Cô này thì vừa xuất hiện cùng khung hình thôi, là thể hiện độ hợp giờ với Kevin chẳng kém gì Veronica. Vậy mục đích cô ta tới đây để làm gì? Là để ôn lại dĩ vãng cuộc tình với anh chàng bartender ngon nghẻ. Cô nói rằng mình đã mang thai sau khi cả hai chia tay. Vì còn ham chơi nên cô đã đưa đứa con cho chị gái mình nuôi. Bây giờ tình cảnh khó khăn nên bà chị gửi lại đứa con cho mẹ nó. Và cô quyết định cho Kevin biết sự thật về việc mình có một đứa con sau 12 năm. Thằng cu này trông cũng không giống Kevin lắm, cũng không giống mẹ nó. Nó có vẻ tốt bụng hơn nhiều. Trong khi hai bậc sinh thành đang nói chuyện với nhau, thì thằng bé tìm được bạn mới là Debbie. Nó bảo Debbie không cần thiết phải làm những việc mà bọn mới lớn hay làm, chẳng hạn như hút thuốc để thể hiện mình nổi loạn. Tình thế bắt đầu trở nên khó khăn hơn cho Veronica, khi Kevin là gã trai luôn muốn sống trong ngôi nhà có vợ con, còn cô thì lại chưa muốn nghĩ đến chuyện sinh nở. Vậy làm sao mà Veronica có thể chiến thắng trong cuộc đua mất cân bằng này? Cũng may mà cô có một người bạn bá đạo. Fiona đã ngay lập tức đi ra chỉnh đốn lại Kevin. Bởi với cô cả nhà Gallagher, hai người là hình mẫu duy nhất về tình yêu trên thế giới này. Nếu như Kevin và Veronica không tới được với nhau, thì cô cũng chả tha thiết gì chuyện yêu đương. Ngay chiều hôm đó, Kevin đã hiểu ra vấn đề và tới xin lỗi người yêu. Anh cũng hứa sự việc lần này sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người. Kevin chỉ muốn hiểu thêm về máu mủ của mình. Sau màn tình cảm sướt mướt này, Veronica khóc lòi ra nước mũi. Rồi cả gia đình cũng được một phen ăn cơm chó. Đúng lúc đó thì cô vợ cũ bước vào. Khi thấy cả nhà cười nói vui vẻ thì lại nghĩ là đang cười mình, nên nói tẹt ra là thằng cu dẫn theo là con của chị gái chứ không phải con của Kevin. Sau đó còn chửi Kevin là thằng cặn bã. Nghe được tin này thì Veronica như được búp sức mạnh. Cô lao ra sống mái với con vợ cũ của bồ. Cuối cùng thì bắt chính tay cô ta ký vào giấy ly hôn. Tối hôm đó, cô vợ cũ tức tối bỏ về, chả biết thế nào bỏ quên luôn thằng cháu. À, nói một chút về Fiona. Sau khi bị kích khỏi nhóm hot girl, đồng thời công việc quản lý hộp đêm cũng không có hy vọng, thì cô đã tìm ra một công việc bán thời gian mới. Lần này là trong khi đi mua sắm với đứa em, thì một cô thu ngân vì một lý do gì đấy đã nổi khùng lên đòi xin nghỉ việc. Fiona đã bắt ngay cơ hội này để xin thế chỗ. Nói gì thì nói, cô là một người cực kỳ trách nhiệm và nhanh nhẹn. Còn tên quản lý nói sao nhỉ? Hắn cần một người thu ngân biết thổi kèn, nên là Fiona đã ngay lập tức rời đi cùng đống đồ ăn. Đang mang bực trong người thì Fiona phát hiện ra một thằng biến thái trên xe bus đang sạc cục trong khi nhìn chằm chằm vào Debbie. Sau khi tặng cho thằng cha đó một lon cá hộp vào đầu, Fiona gọi cả cảnh sát về cho Debbie miêu tả lại khuôn mặt. Nhưng những thứ mà cô bé còn đọng lại trong đầu chỉ là con quái vật hồng hài nhi một mắt. Nhà Gallagher không dễ để bỏ qua cho tên biến thái, nên họ đã cố gắng tìm ra hắn trên bản đồ tội phạm của cảnh sát. Vì không biết chính xác tên, nên sẽ đến gõ cửa nhà từng thằng trong vùng. Nhóm ban đầu chỉ có mấy anh em trong nhà thôi, nhưng khi biết được đối tượng nhắm đến là mấy thằng biến thái, thì họ kéo theo được cả nhà Milkovic. Sau khi tập hợp được một nhóm hơn 20 mạng, mọi người gõ cửa nhà được chọn, thì hóa ra đối tượng lại là một cô gái. Cô ta đã đi tù 5 năm vì tội quan hệ với học sinh lớp 8. Nghe cũng không tốt lành gì, nhưng mà ai lại đi đánh phụ nữ? Nên cả nhóm giải tán ai về nhà nấy. Nghĩ lại thì lúc đâm đít thằng cha Ả Rập đã có vợ ở tiệm tạp hóa, thì Ian cũng chỉ mới có 15 tuổi. Nhưng cậu nghĩ rằng mình đủ lớn để không bị lợi dụng. Lip thì khác, cậu cho rằng ấu dâm dù là nam hay nữ thì đều sai vờ lờ. Thử nghĩ mà xem, nếu Cao bị con mẹ đó lợi dụng thì sao? Ừ, chắc Cao nó sẽ nghĩ là mình oách phết nhưng mà nó vẫn sai. Để dễ tưởng tượng hơn, hãy thử đổi lại giới tính. Và bây giờ người bị lợi dụng là Debbie, con mẹ kia thì thay bằng thằng biến thái trên xe buýt. Tôi nghĩ tới đấy là chúng ta hiểu vấn đề rồi. Câu chuyện đó không dừng lại ở một cuộc tranh cãi, mà Lip sau đó đã đích thân tới nhà con mẹ ấm dâu để lật tẩy Ả. Cậu mang theo cây kéo với một offer cắt tỉa sân cỏ cho gia chủ. Sau khi vườn nhà đã gọn gàng, Lip đòi hỏi thêm một cốc nước. Mặc dù gia chủ đã bảo là đợi ở ngoài, nhưng cậu vẫn tự tiện xông vào bên trong để làm mát cái cơ thể nhễ nhại mồ hôi, cùng lời thỉnh cầu xin cô ta hãy làm cho thêm một chiếc bánh mì kẹp xúc xích. Trong khi bốn mắt nhìn nhau, con mẹ này đã không cưỡng nổi sức hút từ miếng thịt tươi trước mặt, nhất là khi Lip còn giới thiệu mình chưa 16. Lip nhân cơ hội này lấy điện thoại ra chụp lại. Tưởng chừng đó đã là đủ cho việc thu thập bằng chứng, thì Lip đã không cưỡng lại được cô giáo viên mà theo lên tầng để giải bài tập nâng cao. Cô giáo thì luôn thích học sinh của mình gọn gàng, nên đã tỉa tót cho khu vườn của cậu học sinh mới thật nhẵn nhụi. Hậu quả là khi trao đổi bài với Mandy, Lip đã bị lộ việc đi tò te với người khác. Mandy thì cũng giận Lip, nhưng dòng máu Milkovic đã khiến cô đi đến nhà ả giáo viên kia, rồi dùng biện pháp gia đình để ép cô ta phải dọn ra khỏi thị trấn ngay trong đêm vì cái tội dám quyến rũ người đàn ông của mình. Cái huyệt đã đào sau đó được bán lại cho mấy tên côn đồ để chúng chôn xác một người nào đó không nằm trong phần credit của phim. Một người khác đang phải tỏ ra ngoan ngoãn nếu như không muốn bị chôn ở một cái hố khác, đó là Jimmy. Hôm nay anh vừa phải qua đón con vợ Brazil để làm một cái đám cưới giả giữa hai người giúp qua mặt sở di trú. Tính ra anh chị này cũng vui, có tiền mua áo cưới mà vẫn thích đi chụp ké phù dâu nhà người ta. Có lẽ như vậy là đủ để Jimmy giữ an toàn cho hai hòn bi của mình. Chuyện tình của cặp đôi Ian và Mickey thì đang trong giai đoạn thử thách.
Thử ở đây là thử xem ai có sức chịu đựng lớn hơn. Cứ nghĩ Mickey vui đâu chầu đó thì không biết ghen. Cho đến khi thấy bố đường của Ian vào quán tạp hóa, rồi cả hai hẹn nhau uống rượu cười nói vui vẻ, thì Mickey mới thể hiện thái độ xác lập chủ quyền của mình. Chỉ đợi hai người ra khỏi quán là cậu múc luôn ông chú già, sau đó chạy bạt mạng trước khi bị lôi về đồn. Nói đến chuyện gì đấy vui vẻ một tí đi. Ung thư và thiểu năng chẳng hạn. Frank vừa có được một chỗ ngủ tại nhà Sheila sau khi thể hiện tài năng trông trẻ của mình. Lão mang nó tới quán rượu để cho bà ngoại nó chợp mắt. Gấu trúc ban đầu khóc khá to, cho đến khi được mớm tí rượu vào mồm là lăn ra ngủ ngay. Ngay khi đó, trên TV chiếu cảnh một thằng bé ung thư đang được cả đội bóng rổ mà mình hâm mộ giao lưu và tặng cho một quả bóng chứa đầy chữ ký của tất cả các thành viên. Đoán xem cái nào có tuổi thọ dài hơn. Với đa số mọi người, đây là một câu chuyện nhân văn. Còn trong mắt Frank, lão đã nhìn thấy một cơ hội làm ăn 10-10. Frank đã bế gấu trúc tới tổ chức đó và xin quả bóng có chữ ký. Đáng tiếc là nhóm này chỉ hỗ trợ các bé đang gần đất xa trời, cụ thể là ung thư. Nhưng ung thư chỉ là chuyện đầu tóc đối với Frank. Sau khi cạo trắng đầu cao, Frank đưa nó đến tổ chức để nhận miễn phí một vé đi cắm trại hè chung với mấy đứa trẻ cung cự giải. Frank ngày càng ra dáng một ông bố. Sáng thì dạy con gái lặn, sau khi nghe chuyện nó bị bắt nạt ở bể bơi bởi mấy đứa da màu. Trong cuộc chiến thể lực thì người da trắng luôn phải cố gắng gấp đôi gấp ba để có thể chiến thắng trong một cuộc đua đơn thuần về sức lực. Sau đó Frank dẫn đứa con trai đầu cua đi trại hè với lời hứa đi chơi về là khỏi ung thư. Chắc chắn là thằng bé không biết nó đang bị bố nó bịp, nên là trước khi đi chơi còn ôm chặt ông vào lòng như sắp đi xa. Ngay khi xuống xe, Cao biết nơi đây không thuộc về mình bởi mấy cái hoạt động tập thể ngồi hát hò không phải kiểu của thằng bé. Nên Cao đã rủ thằng bé ngồi cạnh mình trên xe ra hồ. Thằng cu này giải thích cho Cao biết về việc ung thư không có thuốc chữa, cũng như chuyến đi này chỉ như một sự tri ân của nhà phát hành trước khi khóa tài khoản của mấy đứa trẻ. Tới đó thì Cao mới hỏi thằng bạn muốn gì nếu có một điều ước. Thì thằng bé mới nói rằng muốn thấy ngực, thấy trực tiếp chứ không phải qua màn hình. Nếu giờ là Giáng sinh có lẽ ông già Noel sẽ thả thứ gì đó xuống ống khói. Nhưng đó là lý do mà Cao ở đây, để biến điều ước thành hiện thực. Tối cùng ngày, Cao rủ các bạn đột nhập để lấy trộm mấy hộp thuốc với mục đích bán đi rồi lấy tiền thuê gái. Đúng ngay lúc Cao đập vỡ kính thì chị gái hướng đạo sinh bước vào bắt quả tang. Bảo là chị cũng chán lắm, ước gì chị có thể giúp mấy đứa. Tất nhiên là chị có thể giúp được, thừa sức ở đằng khác. Thế là chị gái dẫn ba đứa nhỏ ra sân vườn rồi cho chúng nó chiêm ngưỡng cặp tết lê của mình. Xui xẻo cho cô, ngoài ba đứa nhỏ ra còn hai khán giả lớn cũng vô tình chứng kiến được kỳ quan đó. Trong lúc đó thì ở nhà, Frank vẫn đang bận bịu với việc bảo mẫu của mình. Với bài thuốc gia truyền, gấu trúc ngủ ngon lành và không còn quấy nữa. Vì thế nên bà Sheila và Jody vui vẻ lắm. Rồi khi mà ngủ đủ giấc, cơ thể có năng lượng hơn, hai người lại nghĩ tới chuyện chăn gối. Vấn đề ở đây là Jody thì thích nhẹ nhàng tình cảm, còn bà Sheila thì nghiện thú chơi bia lỗ 10. Vậy nên khi Jody tỏ ý không muốn hát co, thì Sheila chuyển sang gạ gẫm Frank. Dù xác lập kỷ lục đút 18 túi hàng trắng trong ống cống, thì Frank vẫn hãi hồn với những cây hàng của bà ta. Nên là Sheila muốn Frank hãy thuyết phục Jody chiều mình. Bên ngoài quán rượu, bố già đưa những lời khuyên về chuyện tình yêu cho cậu trai trẻ. Đôi khi ta phải làm điều mình không muốn để duy trì mối quan hệ. Nhớ lại thì lúc Jody quen với Karen, anh cực kỳ hạn chế chuyện da thịt bởi vì đang trong đợt cai nghiện. Jody từng sở hữu danh hiệu máy dập Chicago với tần suất sinh hoạt 12 lần một ngày, đều như vắt chanh không nghỉ lễ, mà lại còn không bao giờ cùng một cô. Jody chính là minh chứng cho câu nói núi cao còn có núi cao hơn. Chưa thứ gì mà anh chưa từng thử qua. Đồ nhựa, đồ gỗ, dây chuyền hạt. Có thể nói đống dụng cụ của bà Sheila chỉ là hộp dụng cụ thực hành tiểu học với Jody. Quan trọng hơn, càng lấn sâu hơn vào hố sâu dục vọng, con người ta càng khó cảm nhận được những thứ đời thường. Nhưng liệu có cách nào để Jody vừa có thể đáp lại những mong muốn của Sheila, lại vừa không khiến bản thân trở về con đường tà đạo trong quá khứ? Đó là hãy luôn nghĩ việc mình làm là tình yêu. Và Frank đã thuyết phục được Jody qua câu nói đó. Để rồi ngay tối hôm sau, Jody đã ngoan ngoãn nằm sấp trên giường. Lúc đầu thì anh vẫn còn run lắm, cho tới khi Frank xuất hiện và cổ vũ về sứ mệnh thiêng liêng mà anh sắp thực hiện. Hãy luôn nhớ, đây là ngôn ngữ của tình yêu. Và chẳng có lý gì ông trời ban cho ta khả năng co giãn trực tràng mà ta lại chỉ dùng nó để thực hiện chức năng bài tiết. Nói qua chuyện nghiêm túc một chút, Fiona đã bắt tay vào công việc thu ngân ở siêu thị. Cứ tưởng tên quản lý chỉ dám gạ gẫm riêng tư, ai dè có một sự thật động trời hơn, là hắn bắt tất cả nhân viên đều phải xúc bình xăng cho mình để giữ công việc. Và các nhân viên nữ ở đây coi đó là chuyện bình thường, thậm chí còn chia sẻ tip cho nhau dành ca đêm khi súng ngắn hết đạn. Sở dĩ họ phải làm vậy vì những người phụ nữ này đều cần công việc để nuôi gia đình con cái ở nhà. Nhưng Fiona sợ rằng rồi một ngày họ sẽ biết Fiona không san sẻ gánh nặng cùng. Vậy nên cô sẽ tìm cách để tất cả cùng đứng lên chống lại chế độ áp bức. Kế hoạch của Fiona là sẽ mời toàn bộ đồng nghiệp đến nhà mình mở tiệc. Sau đó bắt đầu nghiêm túc nói về chuyện mà ai cũng làm trong phòng làm việc của Bobby. Cái việc đó cần phải dừng lại. Chúng ta là nhân viên, chứ không phải công cụ để hắn tùy ý sai khiến lúc hứng tình. Nhưng một bà cô đã lên tiếng lúc đám đông còn đang hùa. Bà nói Bobby cũng không tệ lắm, hắn luôn vệ sinh sạch sẽ, đã thế còn quan tâm đến đời sống nhân viên. Chẳng hạn như lần con bà nằm viện, hắn đã cho bà nghỉ. Một người khác tiếp lời, Bobby chưa bao giờ trừ lương nhân viên, dù cho đôi khi chị cũng chấm công muộn. Nói chung ngoài việc mỗi tuần phải quỳ xuống 10 phút ra, Bobby rất ổn. Tất nhiên với tiếng nói của hội phụ nữ, hắn sẽ bị sa thải. Nhưng ai mà biết được người đến sau sẽ thế nào. Có khi hắn còn không thèm lau bằng giấy sau khi đi vệ sinh.
để thống nhất cả hai luồng ý kiến. Bà cô muốn bỏ phiếu kín, xem số người đồng ý hay phản đối việc này đông hơn. Cuối cùng thì phe thổi kèn đã thắng với 6 phiếu thuận. Trong lúc bốc đồng thì Fiona đã lỡ nói ra việc mình chưa bao giờ kèn sáo. Khá chắc là sau đó quan hệ giữa cô và đồng nghiệp sẽ có một khoảng cách. Ngược lại thì dạo này quan hệ giữa Liv và Mandy lại ngày càng khăng khít. Hôm nay Mandy chia sẻ cho người yêu biết về đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Mẹ ruột nó vừa mới mất nên nó cố gọi lại cho bố, nhưng chắc chắn là ông ta không đến đón rồi. Nếu như Mandy không hành động gì thì con bé sẽ được nhận nuôi. Về trải nghiệm này thì Liv đã từng trải qua. Dù gia đình có tệ đến mức nào thì một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã. Vậy là trên con xe bán quả vặt, cả hai đã tới địa chỉ nhà con bé. Sau khi hỏi thăm một hồi, nó chưa được gặp họ hàng nhà ngoại bao giờ. Trong danh bạ điện thoại của mẹ cũng chỉ có số của bố với tay bán đồ. Bố nó và cũng là bố của Mandy thì ông ta nhiều khi không phân biệt được đâu là máu mủ còn đâu là máu kinh. Nên là tạm thời cả hai sẽ đưa con bé về nhà Gallagher. Chị cả Fiona khi thấy thêm miệng ăn thì tỏ vẻ không hài lòng. Không phải do sợ nhà hết gạo, mà cô không muốn mối quan hệ giữa Liv và Mandy tiến triển theo cách đó. Yêu đương vui vẻ thì được, chứ can thiệp sâu vào chuyện gia đình nhà nhau thì khó mà dứt ra được. Và có một chuyện kỳ lạ khác, đứa em gái mới được mang về, thực ra về mặt sinh học nó lại là con trai. Có lẽ mẹ nó muốn có con gái nên đã bắt con trai mình để tóc dài và ăn vận như con gái. Cũng chính cái đêm đó, sau khi bị vợ đuổi khỏi nhà, thì bố của Jimmy đã gọi con trai đi làm vài ly để kể chuyện hai người sắp ly dị. Lý do là sau vài chục năm chung sống, họ nhận ra mình quá khác biệt. Sau khi trả tiền rượu, ông ngỏ ý muốn ngủ lại một đêm tại nhà Gallagher. Ấy mà giữa đêm, khi vừa đi giải quyết nỗi buồn, ông lại mò vào phòng ngủ, rồi trèo lên giường của Liv vì tưởng đó là Ian. Thế là cậu trai nằm trên giường tầng 2 đã bị đánh thức bởi một cây dùi cui thịt cùng một bàn tay luồn vào đũng quần. Khi cả nhà bị đánh thức và chạy hết vào phòng, Ian mới thừa nhận mối quan hệ giữa cậu và bố Jimmy. Cứ tưởng người bị tổn thương nhất lúc này là Liv, ai ngờ đó lại là Jimmy. Anh có vẻ sốc với tin bố mình là gay, chính xác hơn là bisexual. Được ăn cả ngã từ giường tầng, chuyện bạ đâu chầu đó cũng là lý do khiến ông bị dí cho đơn ly dị. Sau khi ông bố rời đi, Jimmy vẫn ngồi đực trước cửa. Giờ thì anh và Fiona có thể đồng cảm hơn khi cả hai đều có những ông bố tồi tệ. Nếu để so sánh một chút thì Frank nghiện ngập, trộm cắp, lừa đảo, vô trách nhiệm, cùng nhiều tính từ tạo nên con người lão nữa. Còn bố của Jimmy thì bê đê, nhưng cách mà anh đối diện với sự thật đó lại đang phóng đại quá mức. Jimmy nhớ lại tất cả những khoảnh khắc giữa mình với bố từ nhỏ và tự hỏi liệu ông có đang tăm tia mông đít mấy đứa bạn của mình hay không. Mỗi khi nhìn thấy Ian, anh lại tưởng tượng ra cảnh cậu em ngậm nuốt chính cái thứ đã tạo ra mình. Nghĩ cũng kỳ, tạm bỏ qua chuyện đấy. Sau quá trình khổ luyện nín thở dưới nước, Debbie đã sẵn sàng quay trở lại bể bơi. Xui xẻo cho cô bé, hiểm họa không tới từ dưới nước mà lại tới từ mấy con nặc nô trên bờ. Chúng nó lợi dụng lúc Debbie xuống bơi là bắt đầu bôi tưng cà lên ghế của cô bé, để rồi khi Debbie không để ý ngồi lên thì bọn nó đã hét toáng lên là cô bé đã dây kinh nguyệt. Đứng trước hàng chục ánh mắt phán xét cười đùa, Debbie chỉ biết ấm ức ôm nỗi oan này về nhà. May thay cô bé có một người chị cả vô cùng tâm lý. Fiona an ủi em gái, nói kiểu gì mấy đứa nặc nô ấy cũng bị đường đời vả cho vài cú, và Debbie sẽ học hỏi được từ những sai lầm của chúng nó. Còn cô em gái thì không suy nghĩ sâu xa được vậy. Hôm sau, Debbie quay trở lại bể bơi cùng hai túi cát. Sau khi xác định đối tượng, cô bé nhảy xuống dìm đứa kia xuống dưới đáy bể. Với 92 giây nín thở của mình, Debbie đã trả thù được. Còn con nặc nô kia đã phải vào viện với cả lít nước bể trong bụng. Giờ anh nói một chút về chuyện gia đình. Hôm trước, bên công ty nước đã tới thông báo sắp lắp đặt lại đường ống trong khu, và họ có khoanh vùng một số khu vực chuẩn bị được đào xới. Để tránh bị phát hiện ra bộ xương bà già, thì Fiona đã vận động cả nhà đào xới sân vườn. Bọn họ phải tìm được hai cốt của bà cụ Ginger, người chính thức đứng tên căn nhà và cũng là người bị Frank cuỗm tiền trợ cấp suốt bao nhiêu năm qua. Vì thế nên bố già sẽ chịu trách nhiệm cày cấy. Bởi vì nếu để cảnh sát phát hiện ra có một bộ xương nằm sau nhà Gallagher suốt 14 năm thì Frank sẽ đi tù vì tội ăn chặn tiền của người chết. Vậy nên lão già đã tìm người đi đào xới với mình. Sau một lượt không nhờ vả được đứa con nào, ông tìm tới Cal và thông báo nó đã khỏi ung thư, hoàn toàn đủ điều kiện sức khỏe. Nhưng để công việc đào mộ diễn ra nhanh hơn thì hai cha con cần tới nhà Sheila mượn một chút dụng cụ. Người bà hư hỏng này hôm nay đã nhận lời với cha xứ để chăm sóc một bà sơ sắp đi gặp Chúa. Bà ta đã thề sẽ im lặng để không làm phiền đến ai. Có vẻ điều đó giúp Sheila cảm thấy an toàn hơn, nên đã thú tội với bà về những việc mà mình và Jody đã làm. Một trong số đó là lấp đầy những lỗ trên cơ thể. Đúng là bà sơ này không nói được thật, nhưng bà ta lại mang những câu chuyện đó lên trên blog của mình với tiêu đề là "Tội lỗi của người chăm sóc tôi", và bài viết được cập nhật hàng ngày. Việc đó đã khiến sơ có một vé ra chuồng gà. Đấy thậm chí còn không phải là câu chuyện gia đình điên rồ nhất tập này. Nếu so với dự án mới nhà Kevin và Veronica, sau nhiều lần ân ái mà không thể đậu thai, Veronica đã đến viện kiểm tra và nhận được kết quả cô gần như không thể mang bầu. Khi nghĩ đến các phương án khác, nuôi trong ống nghiệm thì quá tốn kém, đẻ thuê thì chẳng quen ai nên hồn, toàn một lũ nghiện lòi. Trong một phút suy tư, Veronica đã tìm thấy ánh sáng nơi bậc sinh thành. Cô quyết định nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ mình. Cơ thể bà vẫn cho phép thiên chức hoạt động, tạm bỏ qua chuyện xưng hô sau này. Ít nhất thì sản phẩm chui ra vẫn sẽ có cả gen của Veronica và Kevin. Sau một hồi hì hục vắt nước gạo, Kevin đã chiết xuất được cho mẹ vợ ít sinh linh. Giờ việc của bà chỉ là đổ nó vào nhà máy của mình khi nó vẫn còn ấm. Việc này có hiệu quả hay không thì hồi sau sẽ rõ.
nhân tiện nói về những cái lỗ. Để đẩy nhanh tiến độ tìm xương người chết, Frank đã tới quán rượu, bốc phét về việc mẹ mình từng là thành viên trong vụ cướp trang sức khét tiếng, sau đó chôn phần lớn kho báu bên dưới sân vườn nhà mình. Ấy thế mà có mấy tên bợm nhậu cũng đồng ý đi theo lão để đào bới. Khi không thể đợi ba tên say xỉn, trong đó có một tay đúng nghĩa đen, thì một chiến dịch đào bới đã được hoạt động, triệu tập đầy đủ các tầng lớp từ măng non tới già đầu. Dù vậy thì đến cuối ngày, khi các lao động đã mệt nhừ, cả nhà vẫn chưa tìm được đống xương dưới lòng đất. Fiona cảm thấy khi nãy đã hơi nặng lời với Jimmy, cũng bởi vì nhà đang bao việc, anh người yêu đã không giúp thì thôi, cứ lèm bè mãi cái chuyện bố mình chơi trai. Còn Jimmy, khi cảm thấy không được lắng nghe, anh qua căn hộ với cô vợ Brazil để được kể hết nỗi lòng của mình. Khá chắc là cô ta cũng không nghe đâu, được cái là không bảo anh im mồm lại, đổi lại thì xin nhún tí thôi. Sáng hôm sau, đúng lịch phía bảo trợ trẻ em tới, Fiona vội vã vác xẻng ra vườn, cố đào được miếng nào tốt miếng đấy. Quả nhiên ông trời đã không phụ lòng người chăm chỉ, lưỡi xẻng đã chạm được vào khúc xương đùi của bà Ginger. Nhưng cùng lúc đó, bên trong nhà phát ra một tiếng kêu vang trời. Đoán xem, nó phát ra từ Mickey Milkovic. Chuyện gì đã xảy ra? Ngày hôm qua, bố Jimmy đã tới cửa hàng nơi Ian làm việc, trước là xin lỗi về chuyện leo lên nhầm giường, sau là nhờ vả Ian hãy đột nhập vào nhà mình để trộm đồ. Bởi căn nhà cũ đã bị vợ thay đổi ổ khóa, mà bên trong vẫn còn đồ mà ông cần, cụ thể là hai bộ suit, một bức tranh và chai rượu quý. Còn bà vợ, bà ta ngủ từ 3 giờ sáng tới tận quá trưa, nên cứ thoải mái lấy những gì mình thích, bán hay giữ tùy. Vì thế Ian đã gọi cho Mickey cùng các anh em nhà Milkovic. Họ ngang nhiên tiến vào nhà như những người được thuê. Hàng xóm nếu không biết lại tưởng dịch vụ bên chuyển nhà, cho đến khi họ làm rơi chiếc đồng hồ cây và đã đánh thức gia chủ. Bà ta tiến xuống với cây súng săn trên tay, rồi thực hiện quyền công dân của mình với những kẻ lạ mặt. Kết quả là Mickey đã ăn ngay một viên đạn và đít. Sau đó Ian đưa Mickey về nhà mình và gọi bố Jimmy, trưởng khoa phẫu thuật tới. Toàn bộ quá trình lấy viên đạn được thực hiện trên bàn ăn, trong khi đám trẻ con được gửi vẫn ngồi ở phòng khách và chứng kiến sự hỗn loạn mới mẻ này. Đây cũng là lúc người từ dịch vụ bảo vệ trẻ em ghé tới. Nghĩ mà xem, bước vào một căn nhà phòng khách thì trẻ con khóc ầm ĩ, phòng bếp thì diễn ra một ca phẫu thuật sống. Khi chưa bình tâm lại thì lại có một con bé vừa đi bơi về và khoe rằng mình vừa dìm một đứa khác đến mức bất tỉnh. Khá chắc rằng không có một lời giải thích nào là đủ để biến đây thành một nơi phù hợp cho trẻ em sinh sống. Tiếp theo, gia đình Gallagher sẽ đối diện với cảnh tan đàn xẻ nghé. Không cần phải đợi tới ngày hôm sau, tất cả các thành viên dưới 18 tuổi nối đuôi nhau ra khỏi nhà. Không biết lần này là bao lâu, lần gần nhất thì cả nhà mất 9 ngày mới về đoàn tụ được. Fiona cố hỏi người đã báo cáo chuyện nhà mình nhưng không nhận được câu trả lời. Trên xe, người của bên dịch vụ phổ biến kế hoạch chọn nhà sắp tới. Carl và Liam sẽ được ghép để ở chung, còn Debbie sẽ bị tách ra riêng. Cuối cùng là Liv với cả Ian. Hai đứa đã quá tuổi nhận nuôi nên sẽ được gửi vào nhà tập thể. Trước khi xuống xe, Liv hứa cả nhà sẽ sớm về lại với nhau, sau đó chào tạm biệt mấy đứa nhỏ. Giờ là lúc review chỗ của từng người. Trước tiên là cái nhà tập thể của hai anh lớn. Họ sẽ ngủ trong một căn phòng chứa đầy các thanh niên khác. Điện thoại bị tịch thu tạm thời. Với kinh nghiệm đã từng sống trong nhà tập thể, Liv biết đây cũng giống với nhà tù. Ma mới muốn sống yên ổn thì phải đút lót cho ma cũ. Khác ở chỗ là cả hai vẫn sẽ được ra ngoài theo dạng đi làm hoặc lao động công ích, nhưng bắt buộc phải di chuyển bằng xe buýt để tài xế xác nhận. Ngay khi được ra ngoài, Ian chọn cách quay trở lại cửa hàng làm việc, vừa để kiếm tiền, vừa gặp được Mickey. Còn Liv dù được hít khí trời, cậu lại không cố gắng liên lạc với Mandy, phải để cô đi tìm quanh thành phố. Lý do là vì dạo này Liv bắt đầu nhớ về cô bạn cũ Karen. Chứ yêu Mandy cứ tốt quá đâm ra lại sai sai. Mandy thì không từ bỏ, cô luôn muốn ở bên Liv mọi lúc. Thế nên Liv cũng mủi lòng và rủ cô lén lút vào nhà trông tối nay. Sau khi đút lót cho hai ông anh gác cửa, Mandy được vào bên trong. Còn Ian có vé lẻn ra ngoài hẹn hò đêm với Mickey. Sáng hôm sau, khi người quản lý tới kiểm tra thì Ian vẫn chưa về. Cậu có đang bận tráng trứng cút ở nhà Milkovic. Đang tới phần chiên xúc xích thì bố Mickey mở cửa vào. Khỏi phải nói, lão thấy đàn ông con trai mà nấu ăn cùng nhau là chỉnh đốn luôn. Ian bị đánh cho chảy máu mũi, còn thằng con ruột thì thậm chí còn bị hành xác ác liệt hơn. Không dừng lại ở bạo lực thể xác, ông còn bắt Ian ở lại để chứng kiến Mickey bị bẻ cong giới tính. Sau một thời gian ngắn, con hàng Nga ngố được gọi tới. Cô ta sẽ cưỡi Mickey cho tới khi nào cậu cầm ao theo nghĩa đen thì thôi. Tiếp đến là Debbie, cô bé được đưa tới nhà một người phụ nữ. Nhà bà ta nhận nuôi một đống trẻ em nên có lẽ thêm đứa nữa cũng chả sao. Trông người phụ nữ này có vẻ rất ấm áp khi chào đón Debbie bằng một cái ôm thật chặt. Ấy vậy mà khi vừa tiễn người bên dịch vụ, Kamala đã trở mặt, chuyển sang trạng thái chủ đồn điền và sai Debbie đi trông lũ bé hơn. Con bé và lũ trẻ phải làm việc trong nhà, từ dọn dẹp cho đến nấu nướng. Vậy mà khi Fiona đến thăm, con bé vẫn tỏ ra mình khá ổn để không làm chị lo lắng. Debbie chẳng cần thêm gì, tiền hay sách chuyện. Thứ duy nhất cô bé muốn là biết khi nào mình được trở về nhà. Cuối cùng là Carl và Liam, hai đứa nhỏ nhất được nhận nuôi bởi một cặp đồng tính. Nhà này thì giàu có và khang trang, hai ông bố vô cùng tốt tính. Vấn đề là tốt thì không hợp với Carl lắm, nên ở được một ngày thì thằng bé bắt đầu nổi loạn ngay, từ đái ra ghế sofa cho đến sai thằng em vẽ bậy khắp nhà. Hai ông bố thấy vậy cũng sôi máu, mà phải cố tỏ ra ổn khi Fiona tới thăm. Vậy rồi, tất cả những thứ này xảy ra là vì bố ruột chúng nó, Frank Gallagher. Trong lúc con mình đang bị nhận nuôi,
thì lão lại muốn bỏ xứ vì sợ cảnh sát phát hiện ra việc mình chiếm đoạt tiền trợ cấp. Frank định xin quá giang một bà lái xe tải, nhưng đến lịch di chuyển, lão ngủ quên nên vẫn bị kẹt lại ở thị trấn. Ngay sau đó, Fiona đến gặp lão để thông báo chuyện mấy đứa trẻ bị sở dịch vụ gia đình đưa đi phân phát. À, thêm cả chuyện cô tìm thấy xương cốt bà Ginger. Vậy nên Frank không cần lo trốn nữa. Thay vì vậy, ông phải chấn chỉnh lại bản thân, bỏ bia rượu để đủ điều kiện nhận nuôi mấy đứa con ruột của mình. Và phần thưởng cho điều hiển nhiên đó là có lại phòng mình ở nhà. Sau khi thống nhất, cả ba tới gặp luật sư của Frank. Yeah, lão có luật sư riêng. Bà ta tư vấn Frank bây giờ cần đi tìm Monica, rồi cả hai đi nộp đơn khôi phục quyền cha mẹ, sau đó cùng đi học một lớp nuôi dạy con. Sẽ có một cuộc xét nghiệm nước tiểu. Frank phải chắc chắn không được rượu bia ít nhất một tuần. Để giải quyết vấn đề bà vợ, Frank tới van xin Sheila thế chỗ để làm thủ tục. Thế là ngày hôm sau, Sheila ộp bộ tóc giả và đánh son hồng cánh sen, sánh vai cùng Frank tới sở dịch vụ. Tới bước đi học lớp nuôi dạy con thì Sheila chủ động xin tham gia, vì bà muốn biết liệu cách mình đối xử với Karen sai chỗ nào. Trong lớp học cha mẹ, Frank lên cơn thèm thuốc. Ông xin Sheila một viên Valium, nhưng nếu uống nó bây giờ thì lát nữa trong nước tiểu sẽ có chất kích thích. Vậy Frank đã làm cách nào để lật lọng? Bí quyết là lão đã đái ra cái cốc nước, sau đó cắn thuốc. Đến khi đi lấy mẫu nước tiểu và bị bác sĩ giám sát, lão mới nhả đống dung dịch khai mù đang ngậm trong miệng ra. Và thế là qua bài test. Giờ chỉ còn đợi giấy tờ là có thể đón mấy đứa trẻ về. Vậy thì hãy đá qua gia đình đang muốn tạo em bé đi. Sau khi truyền tinh binh bằng phễu không có hiệu quả, đôi bạn trẻ định chuyển sang phương án nhận con nuôi. Nhưng bên dịch vụ cho biết vì vụ Ethel bỏ đi đã làm họ mất hết uy tín, thế là giải pháp lại quay đầu về phương án nhờ mẹ mang thai. Lần này Veronica quyết định Kevin sẽ truyền tinh binh trực tiếp, chứ không có ống yếc gì cả. Mới đầu nghe tới thì hai người đều phản đối, nhưng đến khi Veronica thể hiện rõ mong muốn có cùng Kevin một đứa con thì anh mới nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị này. Bởi ở phía Veronica cũng chẳng dễ dàng gì khi cho người yêu mình ngủ với mẹ mình. Ở Việt Nam có một câu phù hợp với hoàn cảnh này, và nó không phải tục ngữ hay thành ngữ. Nếu các bạn biết cũng đừng có comment dưới phần bình luận. Ngay sau đó, mẹ vợ và con rể được đưa vào phòng ngủ. Để đảm bảo đây là liệu pháp y tế, bà được phủ lên một tấm vải, chừa đúng một lỗ để Kevin có thể đút hàng vào. Có thể do đã đứng tuổi nên buồng trứng của bà bị thiếu độ nhạy, nên sau đó các buổi trị liệu diễn ra thường xuyên hơn. Và khi đã quen rồi thì bỏ luôn mấy tấm vải. Một người đã trải qua biết bao việc quái thai khi biết về sự vụ này cũng phải đứng hình, nhưng mà không bằng khi cô tới sở dịch vụ trẻ em và nghe được đoạn ghi âm cuộc gọi do chính Frank nối máy tới để người lạ đến bắt con mình. Và đó là nửa đầu của Shameless phần 3. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.